Chào các bạn, hôm nay tiếp tục review cho các bạn xem một cái máy xay tổ ớt mini cầm tay sử dụng pin và nguồn USB, công suất lên đến 45W. Cái máy này thì có dung tích là 250ml chứ các bạn. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem mẫu mã nó như thế nào. Sau đó mình sẽ xay thử tổ ớt xem nó có hiệu quả không nhé các bạn. Phía bên trong thì nó cũng có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này, với một cái dây sạc USB nhé. Đấy, còn đây là cái nhân vật chính. Và nói luôn, nếu xem xong mà các bạn muốn mua cái sản phẩm này thì mình có để cái link Shopee ở dưới mô tả và bình luận nhé. Các bạn click vào đó tham khảo giá cũng như mua. Hoặc là nếu bạn nào không biết mua trên đấy thì có thể liên hệ mình qua số Zalo chỗ này nhé. Cái máy này là nó có ba lưỡi nhé các bạn. Đây, ba lưỡi dao rất là bén luôn. Còn cái này là bằng nhựa chứ không phải bằng thủy tinh gì cả nhé các bạn. Còn đây là cái nguồn phía trên này, sử dụng pin này. Chỗ này để chúng ta sạc khi hết pin thì sử dụng cái dây sạc USB này cắm vào cái lốc sạc đó sạc điện nhé các bạn. Còn đây là cái nút nguồn, khi sử dụng chúng ta ấn cái nút nguồn thì nó sẽ chạy nhé các bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào chạy thử này. Khi chạy thì cái đèn chỗ này nó sáng nhé các bạn. Đấy. Cái này thì chúng ta ấn liên tục chứ không phải là ấn vào rồi thẻ. Ấn liên tục như thế này. Nói chung máy chạy thì khá là mạnh, nhưng mà không biết xay tổ ớt có nói hay không, bởi vì máy sử dụng pin mà các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy tổ ớt mình xay xem máy nó có mạnh không nhé các bạn. Sau đó mình sẽ tháo cái này ra luôn xem bên trong nó như thế nào. Rồi bỏ một ít tổ ớt với hành vào xay xem thử như thế nào cho các bạn. Đây, cho các bạn xem cho rõ luôn nè. Ui dồi mèo của bên. Máy dây là nát tương rồi các bạn ơi. Trời, không thể tin được các bạn ơi. Mình thấy hiệu quả mình ngạc nhiên luôn á. Đấy các bạn, mình cũng không có nói nhiều, các bạn nhìn và tham khảo nhé. Nói chung mà không có bàn cãi gì nữa các bạn. Cái này thì quá nát luôn. Hôm trước thì mình cũng có review cái xay tổ ớt, nhưng mà kéo tay, cái loại kéo tay đấy thì nó có chỉ có hai lưỡi thôi các bạn, cho nên nó cũng không có nát lắm. Còn ở đây thì nó ba lưỡi và nó sử dụng nguồn điện luôn, cho nên là không có tốn sức gì cả. Mặc dù thì chắc chắn là cái máy này giá nó sẽ cao hơn gấp nhiều lần so với cái máy kéo tay rồi. Còn đây là mình thấy cái hiệu quả của nó là rất là đáng kinh ngạc luôn. Trời ơi, không tin luôn. Nắc bưng luôn ha. Rồi, đó bây giờ mình sẽ rửa sơ qua cái phía trên đầu này, cái nguồn chính ở trên đầu này, sau đó mình sẽ tháo ra xem thử nó như thế nào nhé các bạn. Đây các bạn, sau khi vệ sinh sơ qua thì bây giờ mình sẽ tháo cái bộ nguồn ở trên đây ra xem thử nhé các bạn. Nếu các bạn mua về và nó sau một thời gian sử dụng mà nó có trục trặc gì thì có thể tháo ra và đỡ sửa chữa nhé. Nó bao gồm 4 con ốc nhé các bạn. À, chỉ có 2 con ốc thôi các bạn ơi. Mấy cái miếng lót cho nó thẩm mỹ. Rồi bây giờ mình sẽ ấy. Motor nó rất là lớn à, hiện chỉ nó mạnh là phá rồi. Đây các bạn, đây là bên trong của cái bộ nguồn máy xay tổ ớt mini cầm tay nhé các bạn. Đấy, cái motor của nó này. Ui, motor như thế này mà bảo sao máy không mạnh được các bạn. Nếu sau một thời gian sử dụng mà các cái mối hàng này nó bị
rời ra thì các bạn có thể biết cách tháo ra và hàn nó lại nhé. Nói chung là đồ điện tử cũng hên xui các bạn, sử dụng lâu thì nó sẽ trục trặc. Rồi nếu các bạn nào muốn mua cái sản phẩm này thì mình có để cái link Shopee ở dưới mô tả và bình luận, hoặc là đặt cái số Zalo của mình chỗ này này đấy, trao đổi nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, nếu các bạn nào thấy hay thì đừng quên cho mình một like, đăng ký, chia sẻ nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video và clip tiếp theo. Bye bye.